Mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với buổi khai trương của nhà hàng Gà Baby chi nhánh thứ hai tại địa chỉ số 90 đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức trong buổi sáng ngày hôm nay. Các thực khách của chúng ta tại số địa chỉ 800 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, và nay với cái điều mong muốn là mang đến cho tất cả quý vị và các bạn, những khán giả cũng như là những thực khách tại khu vực quận 9, quận Thủ Đức. Vì vậy ngày hôm nay thì các ban lãnh đạo của Gà Baby đã mang đến một địa điểm mới và hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn luôn dành tình cảm thật là nhiều dành cho những món gà thật là ngon tại nhà hàng Gà Baby của chúng tôi. Và đừng quên số địa chỉ đó chính là số địa chỉ 90 đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ những nhân vật mà mọi người rất là chờ đợi. Quốc bạn sẽ được trân trọng giới thiệu sự xuất hiện của đại diện của ban lãnh đạo của Gà Baby trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu và dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng đón chào những nhân vật rất đặc biệt. Đầu tiên, quốc bạn sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đại diện cho những nhà sáng lập hệ thống Gà Baby. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Định Kỳ. Nhỏ Pháp TV đó chính là Thái Vũ, một trong các tên đã cùng đón chào sự xuất hiện của nghệ sĩ Phạm Vũ Đinh Thái. Và tiếp theo thì kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục hướng mắt về sân khấu để đón chào sự xuất hiện và xin được trân trọng giới thiệu cổ đông chiến lược của Gà Baby, đó chính là nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Wow, hôm nay rực rỡ quá anh hả? Và kính thưa quý vị và các bạn, đây chính là những người đàn ông đã mang Gà Baby đến với Thủ Đức của chúng ta. Và mọi người ơi, đừng quên là dành tình cảm thật là nhiều cho số địa chỉ là 90 đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức. Vâng, với sự xuất hiện của các nam nghệ sĩ thì xin được cảm ơn những khán giả và những thực khách nữ đã đến rất là gần với sân khấu của chúng tôi. Rộng hơn, bởi vì khi mà Hiếu tình cờ khi mà phát hiện lúc mà chuẩn bị kinh doanh với anh em thì Hiếu rất là thích cái món ăn này. Và cái thứ hai về giá cả của nó Hiếu thấy cũng rất hợp lý, nên là mong là khi anh em chung tay ở đây sẽ tạo thành một cái thương hiệu Gà Baby để đến với mọi người nhiều hơn, và mong là mọi người sẽ ủng hộ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Và chúng ta kết hợp với anh Hồ Quang Hiếu nữa, tại sao lại có cơ duyên này ạ? Xin chào tất cả mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì rất là vui khi mà ngày hôm nay được đồng hành cùng với anh Hồ Quang Hiếu cũng như Kỳ và Dự trong cái chi nhánh 2 số 90 đường Hoàng Diệu 2 này. Thì cơ duyên thì mình mời anh Hiếu đi ăn. Mà anh Hiếu đi ăn thì bữa đó mình đi quay không có ở quán, thì anh Hiếu cũng tới quán ăn và khen ngon. Thì khi mà có cái ý định mà mở thêm cái chi nhánh 2 này thì mình có bàn với mấy anh em là mình mời thêm anh Hiếu. Anh Hiếu rất là welcome trong cái chuyện kinh doanh này. Với lại anh mê ăn. Hiếu mê ăn lắm. Cho nên là anh em đã gặp nhau và quyết định là làm nên cái chi nhánh 2 này của Gà Baby. Và chắc chắn rồi, tất cả quý vị và các bạn, và đặc biệt là những dân cư của Thủ Đức rất là hân hoan khi biết được rằng nhà hàng Gà Baby của chúng ta với sự góp mặt của thứ nhất là một diễn viên rất là hài hước và nhận được tình cảm của mọi người rất là nhiều. Đó chính là nhiều. Cái này là phong thủy hay sao anh? Số may mắn dường như là phong thủy. Nó cũng là không. Một cái ý nghĩa là Gà Baby là bắt đầu thành lập cái chi nhánh đầu tiên là vào năm 2019. Và hy vọng rằng con số 19 này sẽ mang lại sự may mắn cho Gà Baby và nhận được rất là nhiều tình cảm của mọi người tại Thủ Đức. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức cắt băng khánh thành sẽ mang đến cho chúng ta một khởi đầu mới, bất ngờ mới, tuyệt vời tại chi nhánh mới của chúng ta tại Gà Baby. Hôm nay thì xin mời tất cả mọi người sẽ tiến gần vào bên trong không gian rất là đẹp và rất là hiện đại, cũng như là rất là nhiều món quà đặc biệt mà Gà Baby gửi tặng cho tất cả quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ mọi người sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta được bắt đầu nha. 3, 2, 1, xin mời. Xin được cảm ơn những lời của tất cả quý vị và các bạn. Vậy là nghi thức các bạn khánh thành cũng là kết thúc buổi lễ khai trương của Gà Baby trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với những trải băng đỏ này, với những nụ cười rạng rỡ trên môi, chúng ta sẽ có một khởi đầu thật là tuyệt vời cho Gà Baby tại số 90 đường Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức. Và chắc chắn một phát pháo đang rất được chờ đợi, phải không ạ? Xin mời bốn chàng trai, bốn người đàn ông của Gà Baby. 1, 2, 3, xin mời. Ngày hôm nay và ngay bây giờ một lần nữa xin mời.
ngày những thực khách đầu tiên sẽ cùng chúng ta nhảy với nhà hàng Gabby và cùng tiến vào bên trong và đừng ngần ngại order cho mình những món. Nhìn máy này trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.